không được ra kéo này. Anh lại đi đâu nữa đấy? Anh đi làm chứ đi đâu? Anh mới ốm dậy nghỉ một vài hôm rồi hãy đi làm. Chứ anh làm được chết à? Anh nhìn xem đây là cái gì. Ơ, cần câu à? Mày nhặt được nó ở đâu đấy? Lại còn là loài xịn nữa chứ. Nhặt ở đâu ra? Em mới mua cho anh đấy. Anh có thích không? Em có bị sốt không? Sao lại mua cần câu cho anh? Hôm nay là sinh nhật của anh nên em tặng cho anh đấy. Ơ, hôm nay là sinh nhật của anh sao? Anh cảm ơn vợ nhá. Anh thật sự rất thích nó. Thôi, anh nghỉ lấy 2 ngày đi. Chứ sau này em để ý em thấy anh mệt mỏi lắm rồi đấy. Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ chú ý đến sức khỏe. Thôi, anh đi vào lấy đồ đi câu đây. Vợ ơi, anh đi câu đây. Anh đi câu đi nhá. Rau ngon lắm anh. Cái rau sắn này chỉ để cho lợn ăn thôi, chứ người ai mà nổi. Rau ngon lắm anh. Cái rau sắn này chỉ để cho lợn ăn thôi, chứ người ai mà nổi. Anh ơi, mua rau cho em đi anh. Rau bán làm đi em. Dạ, anh mua đi, em bán dễ cho anh nhá. 5.000 một mớ thôi ạ. Rau sạch không? Dạ, rau sạch đấy anh ạ. Ờ nha, góp hết cho anh nhá. Dạ, thật ạ. Góp hết đi. Thế em cảm ơn anh nhá. Anh gửi tiền nhá. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Ok. Thế sao lại ủng hộ em nhá. Ok. Alo, anh nghe đây. Thầm đang làm gì đấy? À, anh đang đi câu cá với bạn. Cần câu vợ mua cho anh, tốt thật đấy. À, chưa anh không phải ăn cơm đâu. Mấy anh em câu được cá nướng. Ăn luôn rồi. Thôi anh tắt máy đi câu đã nhá. Chiều anh về. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không ai thế.